Bữa nay cứ đánh nhanh nào. Nước lên cũng dữ quá nè. Đó. Trời ơi. Xảy rồi Bi ơi. Trời ơi. Đã. Rồi. Cũng trọng trọng à, không bự không? Táp cũng chạ. Im. Im nha. Kìa kìa. Nó đâu nó ban lại luôn, gần vô tới má nó ban lại nó quất luôn à. Bất ngờ quá không kịp giật luôn á. Nữa nè. Đây. Dính anh em ơi. Mang. Lên luôn. À, tới đây nó giọt rồi. Đi dựa lên giọt luôn. Lên hàng anh em ơi. Mang. Wow, dài quá. Cái con này xanh tơ ớt quá. Đánh có mấy đường lên con mang nè trời. Đánh bóp á. Đây còn con nè. Hồi nãy nó chạy lên tới trên đây nó táp luôn. Hồi nãy nó phóng lên mắc cười quá à. Cái con đầu tiên nãy anh giật nhanh quá Bi. Con sau cái anh để luôn. Con trễ cho nó trễ nhịp. Gì? Có ba đường. Đó mình đánh chẻm không à. Mà các bạn này nó ăn tạp bà cố luôn. Thêm nữa à. Wow. Bay lên luôn. Rồi. Ơi ơi quá trời nó xin tô thì nó bay lên luôn đó ha. Ơi mọi người ơi, đánh có mấy đường à. Tại chỗ này không có giật được nè, nó mắc á. Kìa nó còn chạy đi kìa. Con đó cũng trọng á. Con đó bự hơn con nãy. Chỗ này là giật cái cần không được nè. Nó đi qua bờ bên đó Bi.
càng qua được cái bờ đó không ta? Giật cái cần nãy nó bị dùng dây á, không có theo được á. Không dính vô đâu. Ờ, con nãy nó bay như vậy. Ê. Đó. Đóng. Đóng không cho chạy đâu. Trời ơi. Kỳ trạng. Cái nó bị gói dây nè Bi. Trời này hơi tối luôn rồi. Anh đợi cho nó nhịp cho nó táp anh mới sốc quá Bi. Ừ. Một chút chắc chắc anh cho nó quay nhanh luôn mới được quá. Cái đấy là anh quay nhanh vô luôn á. Cứ được cái giật nhanh quá Bi. Táp đảo à. Đánh cá măng này nhát cá hết trơn rồi. Cái này lấy lưỡi đỏ Bi. Lấy cái lưỡi màu đỏ á. Cái lưỡi đỏ của anh á. Anh Nghĩa con bóp này cứ đánh nước động quá nó nhát á. Mấy cái nhỏ nó nhát á. Cái bự thì nó không nhát nha. Nãy giờ bốn. Của anh rồi, em cắt thần kinh á. Gì? Không biết có không chứ chứ anh xảy ba con rồi đó. Bốn con anh lên hết con. Nó sen tô quá trời sen tô. Dùng dây là xảy liền. Đánh này dính nữa nè. Ừ. Đánh này cảm giác. Cảm giác. Đó thấy không? Đó. 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 Đánh nói đánh được này dính mà. Cãi anh không à. Thấy anh chưa? Thấy anh không? Thấy không? Thấy anh không? Thấy anh chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Trời ơi. Thầy nè. Nó đánh này dính mà. Nãy thiệt. Ghê không? Tò quá. Đó. Này đánh măng nha. Đánh bóp. Hai em.
vừa nói luôn. Cái hàu được bự. Sực liền chứ. Nhận sư phụ đi. Thấy cái đường im quá mà. Nó. Trời ơi. Mới tát mà người thấy không? Chết với tao. Chết với tao. Anh tưởng là nó nữa à chứ. Dí bí. Nó táp mà sao táp không tịch á. Tới đây 5 giờ. 3 giờ mấy, 4 giờ mới đi. Còn cá trên đó đó. Dính được thêm con đó các bạn. Đang dính thêm con đó các bạn. Các bạn đứng. Cái bờ đó mà đi được á. Trên chảng này còn nhiều á. Cái con bóp này đánh chỗ này là ngay luôn nè. Kìa nó tát nữa kìa. Ui là màng. Theo tát nào. Sao tấp hụt trời. Để anh thấy xa xa. Nó ngay cái đó luôn nãy giờ luôn đó. 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 Biết mày ngay chỗ đó lắm mà. Cho lên luôn chứ thấp gì nữa. Bay lên luôn. Hay quá. Lên nữa anh em ơi. Còn thứ ba luôn. Ngay chỗ này lắm mà. Ok. Hôm nay mình lên nữa anh em ơi. Chiến nữa anh em ơi. Ba em. Đây. Dính kiểu này sao chạy. Cái kìm đâu bây. Dính con lửa vậy. Biết ngay chỗ đó lắm mà. Nó mới táp cái này mà. Ủa
lưỡi nó còn đây nè. Hôm nay lên được 3 em nha anh em. 3 em sinh tô hơi bị rà đẹp luôn á. 3 em nay chuyển qua đánh măng luôn. Bà hổm đánh chẻm, đánh lót và đánh măng nha. Chụp anh boy luôn đây.